Đây là 20 mét lòng nhá. 20 mét lòng của anh em mình nhá, để nguyên nhá, dài nguyên, không cắt một mẩu nào hết. Đây, đây là nguyên lòng non nhá. Phải cho nước vào chưa anh? Cứ từ từ, cứ phải bình tĩnh. Còn đây là phần nhặng và phổi nhá. Và cái mật đâu nhỉ? À, mật ở gan đúng không? Đây, nhọng phổi này. Còn đây là gan. Vẫn một nửa rồi. Đây, cái mật nó vẫn nguyên nhá. Là gan bị cắt xén mất một nửa. Ừ, cắt cái mật nó ra. Ui. Ui, đắng lắm. Không đắng đâu. Để nguyên. Phần dạ dày này. Dạ dày. Để nguyên. Ui giời, đột nồi căng thẳng đấy. Và cuống tim. Cuống tim để nguyên. Sách. Đó, sách phải làm sạch như thế này nhá. Sách nó rất sách là vở sách vở nó rất là bẩn nên phải làm sạch thế này. Đó. Để nguyên. Cật. À thận, thận. 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 Để nguyên một quả này mấy chục triệu rồi. Lá lách. Để nguyên. Quả tim. Để nguyên. Đây là phần lòng già nhá mọi người nhá. Đây, lòng già. Khá là nhiều mỡ. Lòng già mỡ này nhỉ. Ừ. Lòng già gì để nguyên. À, đây cũng là phần lòng già. Giữ nguyên. Bây giờ bắt đầu ướp đã. Rồi, cho xả vào này. Nào, mình sang đây cắt xả này. Ok. Cắt đôi ra. Cắt đôi ra. Gừng. Một chút gừng thơm. Cắt xả vào đây luôn. Rồi, đấy, cắt xả vào đấy, cắt đôi ra. Rồi. Mắm này. Nấu một nồi gọi là hôm nay nồi hổ lốn luôn nha anh em nhé. Nồi gọi là siêu kinh điển, chưa có trên thị trường Việt Nam. Đấy. Hạt nêm. À, bột canh bánh rồi. Bột canh rồi, mình chín. Rồi, cắt ra. Cắt ra, mục đích của mình cắt xả to này là tí nữa mình gắp và ướp xong mình gắp vỏ xả ra, xong mình nấu. À, nấu một tí xong rồi bỏ gắp được vỏ xả ra. Mì chính này. Ớt này. Khá là nhiều ớt đấy. Này. Cắt ra. Ok. Trộn đều gia vị lên. Cố gắng không để cái lòng non nó vỡ ra. Tí nữa nó mới vỡ ra thì nó mới ngon anh em ạ. Đó. Trộn đều lên. Ướp trong vòng khoảng tầm 10 phút 15 phút cho nó ngấm cái gia vị để thì xong bắt đầu anh em mình sẽ ăn lẩu, nấu lẩu cho mọi người nhá. Quá tuyệt vời. Không biết mọi người có thích món ngâm ngâm không nhưng mà để chị ăn. Có hành khô và anh nhập. Đấy hành khô đây. Rồi. Thả cà cú. Hành khô khô. Đấy. Ướp lên. Hành tím. Thả cà cú. À, kẹp nó ra thôi. Thế thôi. Cà cú. Đưa đây, đưa con ra đây. Cắt ra một tí cho nó thơm. Còn đâu mấy cái kia để cả củ hết. À, thiếu cái gì mày biết không? Mẹ. Đúng rồi. Chuẩn. Thiếu mẹ không ạ? Chuẩn vào, đi lấy mẹ đi. Đây. Ok nha anh em. Đây là mẹ nhá. À, không biết nhiều người không biết cái món này. Món này là món đặc sản. Người ta gọi là cơm lên cơm men mì. Cơm lên men. Cơm lên men không thành cái được đâu. Chả biết. Phải có con mẻ sẵn đấy. Phải có con mẻ cơ. Con mẻ nuôi là mới được. Dê tái phải có tương tương anh em nhé. Đấy, dê phải có tương. Em cho gừng nhé. Đấy, gừng có rồi, gừng có rồi. Trộn lên, làm cho một ít nước vào. Cho một ít nước vào đây. Ướp trong vòng khoảng tầm 10 phút anh em nhé. Chút rồi. Rồi, thế rồi. Ướp trong vòng khoảng 10 phút. Wow. Mọi người đã thấy một cái nồi nồi nào mà nấu kiểu này chưa? Đúng rồi, trong đặc cực. Xuống mùi lên. Dậy xuống mùi. Rồi đấy. Dậy mùi, tuyệt vời. Cảm ơn. Ok, để ướp đã. Ok, nồi lửa lên đi. Ok. Rồi rồi, ok. Nồi lửa lên xong rồi sẽ đợi nó sôi lên và nêm thêm nước nhé mọi người nhé. Chủ yếu là phải vừa nấu vừa ngóng chứ tại vì nấu
nấu nấu theo cái kiểu đầy không băm không băm không chặt thì đây nó hơi khó, sợ cháy ấy, trông ấy. Có phải vung không ấy? Không cần, để tí nó sủi lên thì mình còn đặt. Ok nhá mọi người nhá, cho mọi người xem sau khi nấu được mấy phút nhá. Ui, xa, thấy chưa? Ui, nhiều lúc rồi nó căng mọng lên này. Đây này, cái phần này mà bây giờ làm sao trông cho nó phọt ra không ấy. Nó căng này, ui. Đừng, nó bắn tung tuế đấy. Bắn tung tuế đấy. Kim châm đấy nhá. Không, nó kiểu như kiểu rồi ấy, nó nổ. Đấy, cắt nó ra nhá, mọi người sẽ thấy cái màu xanh nó huyền thoại của cướt nhá. Đấy, thấy chưa? Viện non đấy. Đó này. Đấy, phòi này. Nước pịa này. Nó sẽ có màu đặc trưng của pịa. Đấy, nữa này. Đấy, xanh lè luôn. Đấy. Pịa bây giờ là đặc sản đấy mọi người ạ. Đặc sản đấy. Đấy, không phải chỗ nào cũng có đâu. Hôm nay nấu quả hơi đặc biệt luôn đấy. À, em đang lấy cái muôi để vớt bỏ những cái váng. Bây giờ sẽ vớt bỏ những cái váng này đi cho mọi người nhé. Đảo nó lên một tí cho nó chín đều của mọi người nhé. Đấy. Tạm thời lại đậy lại, sụp 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 luôn nhé. Ý trời, đậy lại một tí nữa là chín thôi. Bây giờ đến bước tiếp theo nhé mọi người nhé. Váng thì vớt rồi. Bây giờ bước tiếp theo đó là cho những cái phụ gia vào. Đây là món lẩu cướp nha anh em nhá. Anh nói vui quá. Lẩu pịa. Không phải lẩu. Không phải cướp đâu, cái đấy là cái dịch. Dịch nó ăn con kia nhỉ, ăn cỏ nó. À thêm một ít đu đủ. Đu đủ vào này. Đu đủ cho nó ngọt nước. Đấy. Nồi này mình cũng không biết gọi nó là thành là cái nồi gì cả. Mình tạm gọi là lẩu. Là lẩu thì không phải lẩu. Mà pịa thì không hẳn là pịa. Anh cho vô vào thắng cố à. Đúng rồi, thắng cố. Phải gọi nó là thắng cố dê. Ui, à, cái nước của nó bắt đầu xanh ra này. Phải hợp với cả là phải cứu. Với cả tắc tỉ tắc tiền. Tắc tỉ tắc tiền cái gì? Có mà ăn là tốt rồi. Cái đi cô là cũng gọi được không? Cho thêm đu đủ vào. Thế chỉ thêm vị ngon rồi. Ừ. Đu đủ nhá mọi người nhá. Đu đủ. Đó, mình sẽ nếm thử cái nước và xem là nó vừa thế này. Chuẩn vị. Tuyệt vời luôn. Em thấy anh chấm bột sẽ đắng lắm. Lắm đá ngon cực luôn. À, úi sửa, quá tuyệt vời. Đặt cốc, mọi người ạ. Thêm một tí gia vị nữa cho nó vừa. Hơi nhạt chua mọi người. Hơi nhạt chua, cho thêm mẻ. Hơi nhạt chua. Lại lấy thêm mẻ này. Tại vì cho mẻ nhiều nước ạ. Thêm tí mắm. Nêm nếm cái nồi này nó thành gọi là. Hàng nêm không anh? Rồi, thế thôi. Không cần. Lấy thêm mẻ đấy, lấy mẻ, biết chưa? Cho tất mẻ vào. Đây gọi là một nồi thắng cố đặc biệt nhất từ trước đến nay của anh em mình. Phải nói thế nào nhỉ? Phải nói là siêu đặc biệt luôn. Cho tất mẻ vào. Đấy, dưới đây. Sáng luôn. Được mùi lên. Ok, đây vung vào. Tí nữa là chuẩn bị thưởng thức thôi mọi người ạ. Khoảng tầm 5 phút nữa bắt đầu sẽ thưởng thức nhá. Ok. Ok anh em. Chắc là mọi người đang chờ đợi cái phần này nữa đây. Đó là phần thưởng thức nha anh em nhá. À, anh em mình sẽ ăn tiệc đứng luôn. Đây từ từ. Sẽ test. Úi dồi, vẫn phọt. Ấy. Ăn cái loại lòng non bây giờ nó mới là chất lượng này. Khi cái phân non của nó chưa đấy ra hết ấy. Nào đưa đấy, khẩy cái đũa lên. Lòng dê xay điếu này. Nào.
gắp gắp cái lòng đã đấy là lòng già. Ui khéo khéo đứt, khéo đứt. Bây giờ nó rối rồi, rối mất rồi. Ấy cái đoạn này này, cái đoạn này anh sẽ cắt cho mày cái đoạn này. Anh ơi, đây này. Đấy, mày phải ăn cái đoạn này này. Con cục kia. Xem nào. Đây, bây giờ bác này sẽ thưởng thức cái món ui chảy. Cảm ơn người nha. Chảy hết rồi. Ui. Ui. Cắn rất phọt à. Ui. Ui ôi. Thế nào? Ngon lắm rồi. Đắng không? Đắng quá, đắng quá nước luôn này. Nó thì nước ở trong này nó chả đắng ạ. Đặc nguyên chất luôn ạ. Nước đặc nguyên chất luôn ạ. Còn mình sẽ chơi một tí lòng xe điếu nhá. Đắng cay luôn. Đây. Nhưng mà trong này đây là sẽ làm món lẩu. Lẩu cướp. Đây, từ từ để anh làm nhiều đã. Chấm tương nhá mọi người nhá. Bỏng. Ngon. Ngon hơn lập biệt. Lập biệt anh em làm béo này. Nó béo đấy. Không giống cái đầu già của anh ấy. Cái cục cục lòng chế biếu ấy. Còn biết một cái lòng chế biếu ấy đáng mất rồi. Người làm ban được chấm to này. À, cái cảm nhận đầu tiên ấy là nó phọt ra một cái chất đắng đấy. Và nó béo. Chất đắng này béo, nó đắng hơn kiểu là cái nước này nhá. Nước ngoài này không đắng bằng đâu. Nó ngăn đắng lắm, tại vì nó còn nguyên cái gọi là dịch xanh ở trong. Đâu, xem nhớ đâu. Hết rồi. Đấy. Ở đây nó là phùi to thế. Đấy. Hết rồi, đã xong. Đấy. Con dê nó còn cục mà. Thế mà lại càng đã hết rồi. Đây này. Béo cực luôn. Đấy, cắp lên, cắp lên. Đấy. Đấy, cho mày hẳn một khúc này. Đấy, thấy chưa? Ui, dồi ôi. Ngon. Tuyệt vời nha bạn. Cái kem màu trắng ở trong này. Tuyệt vời lắm. Mình sẽ thử nhúng rau vào ăn thử xem nó sẽ như thế nào nhé. Đây là rau rau gì đây, cắt tỉa cắt kẹo. Đây, nhúng rau vào ăn xem nó như thế nào. Nước lẩu đặc biệt anh có 102. Cái loại em ăn đấy béo không có gì đồng lượng, không có đấy đâu, không có bia, không có bia ăn béo lắm, béo đúng không? Ngoài trong cái trong rừng hết giờ luôn. Ăn trực đứng luôn đi. Sao tỉ tèm. Cái nước lẩu này ăn ngon hơn cả nước lẩu bình thường. Nó ngâm đắng. Nó ăn rất là tuyệt vời luôn. Cho thêm tí nấm nào. Lẩu phải có nấm, quên rồi, có đó cần đấy nhỉ. Nhưng không cần. Cái nồi lẩu này là đặc biệt quá rồi. Rất là ngon. Phải những ai mà ăn được cái món này thì mới cảm thấy nó ngon. Còn những ai mà không ăn được ấy, thì nó sẽ ghê ghê. Đây là một món kinh dị. Một món kinh dị đấy. Món pịa dê là một món kinh dị. Thế nên là đây, 20 mét lòng đấy. Ăn lòng cả 20 mét. Hôm nay quyết phải ăn được 2-3 mét thì mới chịu. Nhiều người thấy như thế này sẽ rất là kinh dị. Nhưng mà với anh em mình thì đây là món ăn thường xuyên. Và với nhiều người đây cũng là một món đặc sản. Một món khá là đặc sản của Tây Bắc đó mọi người ạ. Người ta làm cỗ bịa. Người ta lấy cả cái đúng không? Màn nhá. Bọc cái con ở trong dạ dày ra. Vắt lấy nước. Chế thêm rau giết các kiểu lá. Chia ra chai. Tại vì ở trên Tây Bắc khi mà thịt trâu người ta phải có một cái món bịa nó chia nhau ấy, phải chia cả bịa đấy chứ không phải là bình thường đâu. Không có bịa mất ngọt. Đây ui đây đông ra cắt ra mỗi anh em ngủ hả? Ok đây. Ăn nấm nó ngon lắm nha. Ui à ui ui à.
Quả soda. Ngại quá, các cậu ăn mới. Tất tay. Không cây rồi. Ngon lắm. Cái lông da này ngon không ạ? Nhưng mà ăn dài. Không nhả được. Để mà nói mà ăn những cái món như thế này đặc cấp ra, cuốn tim này. Cuốn tim này mình nghĩ sẽ không ngon bằng lòng đâu. Và mình sẽ thử xem nha. Cuốn tim. Ngon. Dài. Nhưng không ngon bằng lòng thật. Nó hơi dài. Ê, làm tí nấm ấy, ngon cực. Nấm á? Ừ. Bắt về đâu? Bắt em đây. Đấy. Trời. Đấy, khoắng vào đấy. Khoắng vào đấy, đấy. Đấy, láng đi. Đường nào chả rắn nước hết mà. Nó đặc biệt. Đây. Ngon cực luôn. Thử những đu đủ. Sao? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Đẳng cấp luôn anh em ạ. Chấm với cái cạnh bịa này. Tuyệt vời luôn. Nó ngon kinh khủng luôn. Đu đủ nó đã mất đi cái vị ngọt của nó. Nhưng mà ở sau vẫn ngọt. Ở ngoài thì ngâm đắng. Ở trong thì vẫn ngọt. Đại lòng ăn nó mới ngập mồm. Lòng phải kiếm cái chỗ nào ngon. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Wow. 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 Ngon. Thôi. Hôm nay thời tiết siêu lạnh, mình đã thử trong nhà. Ăn lòng này sẽ thưởng thức đến cái món khác chứ ăn tiếp lòng sợ tí nữa là no mất mọi người ạ. Đây là cật này nhưng mà mình sẽ để sau cái cật không ngon. Cái sách đâu nhỉ? Sách ở dưới anh ạ. Đây làm tí dạ dày trước đã. Dạ dày. Làm chưa? Dạ dày nhá, đến dạ dày nhá. Đấy. Anh em đã ăn kiểu này bao giờ nhỉ? Ăn cái này nó mới đặc cấp này. Trên Tây Bắc chắc cũng chưa có kiểu như thế này đâu. Tại vì trên Tây Bắc đó, Bắc Tây Bắc là đông. Không hiểu không? Đấy. Đông thì nên là phải chia nhau. Còn anh em mình có mỗi 2 em. Sao? Dài không? Nó có bị dài quá không? Không bị dài. Rồi, mình miếng dạ dày nhá. Ngon hơi lỏng. Ngon hơi lỏng không? Ừ. Có. Ừ. Ngon cực luôn. Giòn nhỉ? Thực sự tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi. Mày nấu lâu mà nó vẫn giòn nhỉ? Ừ. Cái này tuyệt vời. Phải cắt ra thêm. Đấy, làm cả miếng to. Đau một miếng to. Đấy, chấm và sữa. Đấy, mình chấm mình phải ăn kiểu này. Đấy, ăn kiểu này. Rồi. Ăn cơm. Lá lách nhá mọi người nhá. Ăn nhỏ. Ăn nhỏ thì còn tiết kiệm để ăn chỗ khác.
dêm